bây giờ theo yêu cầu của con Linh Bani tặng thêm gia đình một bài nữa. Đừng lo nhé, có ta này thế gì mà okay. Rồi cảm ơn, bây giờ mình mời gia đình mình nhá. Trời chứ ăn gì đâu không luôn á. Sau 5 phút của chị sáng tiếp theo, ta thứ hai thì Thanh Ngân, theo yêu cầu Thanh Ngân chuẩn bị nha.